nói là gì, tỷ phú Việt Nam ra đường sợ chết hơn dân nghèo bên Mỹ. Xong cái gì nói hồi cái nó ảnh nó chỉ ví von thôi, viết khó hiểu luôn. Anh nói câu nào tiếng Anh thể hiện trình độ đi, fuck you. Nên chơi hôm qua buồn dễ sợ luôn, mấy anh chị em bỏ mình hết luôn. Hôm qua là chỉ có fan gamer đứng cân thôi, còn fan kia là thôi thua. Vũ Thịnh kìa, anh cãi nó chịu buồn ngủ quá, lên đang buồn ngủ mà nghe nói tao ngủ luôn. Bữa nào tỉnh tỉnh đi. Thế quản coi em từ xưa giờ luôn nè, từ cách đây chừng tháng trời á, phanh cứng nghe. Anh ơi tư vấn em thực phẩm bổ sung tăng cân đi co gainer em. Anh kể lại sự nghiệp làm ăn hồi trẻ đi, anh ra giang hồ thằng nào cản đường mình nổi nó thôi, giờ anh nổi hết trơn còn có mình anh đó. Mỹ nhảy vào thay 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 Pháp, tại vì từ cái lúc mà sao trên thế giới thứ hai chung phe với nó ABC nó binh bài với nhau em, mà lúc đó là Pháp nó cũng bị thằng như là phát xít, anh nhớ lầm là Pháp rồi phát xít quýnh rồi cũng hơi bị mệt mỏi rồi, Mỹ nó cũng cho tiền nó tiền trợ rồi nó, nói chung là nó bồ với nhau mà bạn với nhau để chơi qua chơi lại hai nó như một rồi. Hôm qua không nghe được tiếc hồi hụi à, chị nghe coi lại đi, đừng buồn em ơi, trong cuộc chiến này đôi khi mình vẫn đơn độc mà vẫn phải tiếp. Cái gì vậy? Đâu có gì đâu. Sao kêu bị gì? Bị mệt thôi chứ bị gì. Tự nhiên đang đang ốp cũng khăn. Anh nói kỹ nha, tự nhiên trong cuộc chiến này đơn độc mẹ, đơn độc nản bỏ luôn đó chứ đó mà tiếp tục. Em đâu phải là bộ đội Cụ Hồ đâu anh. Đúng không? Em là trẻ trâu Việt Nam, em vui thì em chơi thôi chứ em đâu phải bộ đội Cụ Hồ đâu mà. Anh nói là đơn độc rồi còn tiếp tục nữa hả? Mấy con nhỏ nào mà đi chơi nó không cho em mần vậy bỏ nó luôn đó chứ đó mà đơn độc mà tiếp tục. Có luôn. Có xong có. Ghê vậy luôn. Thôi đừng có chơi cái đầu dù sâu sâu. Thiệt á. Sao nó buồn ngủ mình ngủ được ta. Anh nghĩ tới một giải pháp là tiêu cực là uống thuốc cũ như Michael Jackson rồi đó. Dạ nó chị ơi. Em đắp mặt chị nạ vô leo đi, mặt em đen kìa. Em nghĩ là anh cần nó mua mặt nạ cho em đó. Anh nghĩ sao bị công băng thu phí 11k. Mẹ mày nó thu mày có 11k mày than. Tao chuyển tiền 2 tỷ 3 nó lấy tao một tờ, nó lấy tao 980 mấy ngàn, tao không chửi nó thôi đó. Mày thấy nó làm ăn là việc nhẹ lương cao không? Thằng việc công băng anh chuyển qua ngân hàng Exim Bank 2 tỷ 3. Ủa 2 tỷ 3 hay 2 tỷ 8 thôi. Hình như anh chuyển 2 tỷ 8. Nó thu phí anh 938 ngàn bạc. Ông muốn tự nhiên ngồi lít chuột không được 938 ngàn. Kiện gì kiện được nó ra vậy kiện thì ra bậy chạy trâu chửi nó bậy má hả à, nó các bạn có 11 ngàn mà lên cái gì. Còn tin mà đi chuyển thử 2 tỷ 8 coi quá 930 mấy ngàn luôn. Bà ấm tính bóp tin nhắn lên rồi mà sợ ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của nó nên yếu mất. Mai quay dép bị ngộ độc lịch sử xuyên tạc nặng thì chị chơi, kiếm chuyên gia lịch sử ra làm video phản biện đi. Ủa ai vậy? Mai Dương hả? Em kiếm video chuyên gia lịch sử ra làm video phản biện đi, anh chuyên gamer mà. Giờ không lẽ đi phản biện lịch sử nữa. Bạch quá. Anh nghĩ sao về bầu cử Việt Nam vui mà. Trời đất ơi bầu cử Việt Nam vui. Có điều nó mạnh nó lớn bằng Mỹ thôi, Mỹ vui hơn. Nhưng mà tính ra bầu cử Việt Nam vui mấy em. Ủa chừng nào mới bầu cử quốc hội nữa ta? Bầu quốc hội mình mấy năm lần mấy bạn? 5 năm hay 6 năm? Cái gì? Ừ. Bữa nào bầu cử anh đi nữa nè. Mùa rồi bận quá không có đi mà. Mùa rồi là tự nhiên cái
công việc nó dồn dập quá. Với phần mùa rồi cũng có theo dõi bầu cử nữa, cũng biết ông nào hết. Mùa này đi nữa, mùa này đi lại. Anh đi được mấy mùa rồi. Mà không sợ, không chừng mùa sau anh tranh cử luôn nha. Nhớ bỏ phiếu cho anh nha. Chào cháu Duy, dạ chào cô Đặng Ngọc Diệp. Hôm qua sao cô bỏ con? Cô biết hôm qua là 5 giờ 30 sáng mà con phải dướng con mắt ra không cho. Cô ác thiệt á. Nhai qua dép đâu rồi ta? Anh đi ngủ rồi mày ơi. Bên Mỹ giờ này ngủ mất tiêu rồi. Hôm nay anh em ít quá nơi ở ít thôi, sao đâu. Đằng nào ông tập kim mà nhiều quá, đuối. Hôm qua là mình em cân 11 ngàn, ủa là 11 ngàn mấy luôn á. 1 ngàn mấy mà anh nghĩ là, em nghĩ là bên Việt Nam coi chừng lắm cao máu 500 người. Còn bên hải ngoại là ngàn người. Ủa giờ mặc đồ lính Việt Nam Cộng Hòa ra đường được à anh? Chắc mặc được, anh thấy bình thường mà, đâu gì đâu. Anh thấy nó bán sùm mà chắc mặc không sao đâu. Theo như anh nghĩ là mặc không sao đâu. Tối qua bị đồ sát không ra được thầm luôn hả anh? Làm gì không ra được thầm mày? Má tao cầm nhân kiếm hợp nhất tao chọn sùm luôn ở đó mà không ra được thầm. Vietcombank ngày nào em cũng chuyển mấy chục lệnh, hết vài trăm ca. Lệnh nhỏ thì ít tiền. Lệnh trong Vietcombank không nhiêu tiền hết, lệnh ngoài kìa. Đi lệnh ngoài nó mới thốn. Còn Vietcombank này cũng khá hát ở chỗ. Anh theo như anh biết là tất cả như ngân hàng khác á, nếu mà anh đi định ngoài á, tốn chừng dưới 500 ngàn à. Cái kỳ đó đi định ngoài của Vietcombank 2.8 lấy anh chính là gần tỷ vàng, gần tỷ triệu bạc luôn. Phản biện của phản biện hay quá cháu ơi, đỉnh đỉnh, nhưng mà không ai công nhận hết. Rồi, khổ vậy á. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở nhà anh chứ đâu. Lính Việt Nam Cộng Hòa chào cờ. Rồi, okay, chào cờ Pháp với ba que mà nói Việt Nam Cộng Hòa đuổi Pháp ra khỏi Việt Nam. Việt Nam Cộng Hòa lấy gì đuổi? Không có luận điểm Việt Nam Cộng Hòa đuổi Pháp ra khỏi Việt Nam đâu, chắc chắn luôn. Mặc dù là Ngô Đình Diệm thì cũng có cái tư tưởng của Ngô Đình Diệm thì cũng là chống Pháp, đúng không? Nhưng mà Việt Nam Cộng Hòa không có đủ năng lực, không có đủ một cái quyền tự quyết căn bản nào cho dân tộc cả. Đó là bản chất của một chế độ bù nhìn, tay sai, nó thể hiện rất là rõ ràng ở chỗ đó. Lịch sử chỗ đó không được xuyên tạc. Muốn nói gì nói, nhưng mà riêng chỗ đó không được xuyên tạc. Thí dụ như cứ cho là Việt Nam Cộng Hòa, ừ được cho dân bầu lên luôn đi, ok luôn. Cái cuộc mà tổng tuyển cử năm 1955 á, cứ cho là dân bầu lên ok. Nhưng mà cái chính phủ đó nó không có được cái quyền tự quyết căn bản. Thứ nhất về mặt quân sự, thứ hai về mặt ngoại giao. Nó giống như là cái chính, nó giống như là cái chế độ trước của nó, chế độ Việt Nam quốc gia đó, không có được cái quyền tự quyết căn bản. Một đất nước bắt buộc phải tự chủ được về mặt quân sự, ngoại giao và an ninh, đúng không? Nhưng mà những cái vấn đề đó là Pháp nó làm. Đó, Pháp nó làm. Nên không thể nào nói quốc gia Việt Nam độc lập được. Nó rõ ràng chỗ đó, đừng có cãi. Cãi cãi chối gì chỗ đó cũng là sự thật, đúng không? Anh tự do cái gì mà trong khi quân đội người ta nắm, ngoại giao người ta làm, và ăn người ta giữ, kinh tế người ta lo luôn nữa, ngân hàng băng này nọ đó. Ủa, ví dụ như anh tự do những cái điểm nhỏ như là mấy cái việc nhỏ xíu thì thôi, làm gì? Nên lịch sử là các bạn cần nhớ những cái điểm nhỏ, nhớ cái điểm cốt lõi và căn bản thôi. Chứ giờ thì thời buổi kinh tế thị trường làm ăn sắp mặt ở đó, ai ngồi nhớ chính xác con số ngày nào, ừ vào ngày tháng năm nào Bảo Đại trao kiếm cho Việt Minh, ừ rồi nói câu nào, rồi con mắt nào chớp trước, rồi giọt nước mắt nào rơi, không ai rảnh đi ngồi nhớ mấy cái đó đó. Mặc áo vú vào hả? Các bạn đồng ý không? Nói tới nó lùi nhức đầu tới phải mang đầu clip đi. 2 tháng rồi uống loại nào tốt? 2 tháng rồi uống Corgainer. Uống Muscle Mass. Muscle Fusion này nọ đó mấy em. Nên quan điểm của Duy trong tất cả phần biện lịch sử là phải là thừa nhận như vậy mới nói được.
Còn nếu mà lịch sử mà cứ nói dài dòng, mà nói long dong, mà nói theo chế độ Việt Nam Cộng Hòa gì, thằng hỏi thẳng một câu: bạn theo tư tưởng Tây Sai hay là bạn theo tư tưởng dân tộc? Chứ bây giờ mình không thể nào mà tự nhiên một bên theo tư tưởng Tây Sai, một bên theo tư tưởng gọi là độc lập, nói tới nó lui ra gì, không ai chịu cái nào hết. Mệt mỏi lắm. Đai lưng có tính tiền ship không? Có, em mua nhiều mới phi ship nha. Để con hiếu vậy rồi, anh nói vừa chuyện tăng cường con anh ơi mấy em. Ấp An Thành, xã An Tây, thị xã Bến Cát, Bình Dương không ạ? Dạ, dạ rồi, ok nhé. Dạ dạ. Dạ dạ rồi, dạ rồi, cảm ơn gì nha. Dạ dạ rồi. Đêm qua tới 5 giờ đó em. Hôm qua là hả, em tới 5:30 đâu mà em mới kết thúc. Ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa mỗi việc độc lập tự chủ để đi đái của lộn đi WC tục quá, tay nhỏ quá phải làm sao làm tập chuột chứ sao. Tay sai mà giàu hơn độc lập sao anh? Hàn Quốc nó giàu hơn Triều Tiên. Nói chung bạn tay sai bạn giàu, giàu hơn bạn nghèo thì không quan trọng, mà nhưng mà cái căn bản là dân tộc Việt Nam là không chấp nhận tay sai. Chứ bây giờ bạn tay sai bạn nói, mà nếu mà nói qua lái qua giàu thì bạn hàng thì ai chấp nhận, bạn chịu chịu kệ bạn, chứ người khác không chịu thì giữa hai bên mà gọi là bất đồng quan điểm đập thôi chứ nói gì nữa, đúng không? Khuyên răng hết cỡ không chịu nghe. Bây giờ cái chuyện giàu chuyện nghèo thì khoan bàn đi, mà nói cái chuyện tay sai thì không ai chấp nhận hết á. Bởi vì tại sao ngày xưa nhiều người theo cách mạng là vậy đó, không, người ta không có theo cái tư tưởng tay sai, người ta là phải độc lập trước cái đã, còn mọi chuyện tính sao. Thì một bộ phận nhỏ, một bộ phận nhỏ người ta theo cái tư tưởng tay sai đó, nhưng mà đại đa số người dân Việt Nam không theo tay sai vậy thôi. Anh kể là lịch sử Việt Nam Cộng Hòa, trời ơi kể nổi hả? Mốt của trời không dạy game nữa, dạy lịch sử nha. Dạ em gọi cộng đồng hôm nay thì em có đặt cái nước sổ máy đó. Nó túm gọn vậy, đúng không? Cái chế độ của Việt Nam Cộng Hòa mà tiền thân là chế độ của Bảo Đại á, thì từ lúc thành lập, thành lập vào khoảng đâu nào năm thành lập năm nào thì anh cũng nhớ luôn á, khoảng đâu 1900 hồi đó đó, bốn mấy gì đó, nên Google kiếm lại đi. Cho tới lúc kết thúc 1975 chưa bao giờ được cái quyền tự quyết cả, là một chế độ tay sai, một chế độ bù nhìn cho những nước đế quốc nó dựng lên để nó lèo lái, nó thực hiện mưu đồ chính trị vậy thôi. Một chín hai bảy hả, lập sớm vậy thôi, cái đó bạn tìm hiểu đi, ai nhớ mấy số liệu đậm nọ nọ thì con khỉ gì nhớ chi cho chết luôn à. Bởi vì bạn biết tại sao mà mấy thằng trẻ nó chán học lịch sử là vậy đó, đưa số liệu nó không thích đâu, đừng đưa số liệu nhiều quá. Mà mấy thầy cô lịch sử chứ ác thiệt á, thằng nhỏ ghi sai năm phạt nhỏ không điểm luôn thiệt, có thể tâm lý với trẻ nó bực lắm. Cái chính á là Mỹ là dạy lịch sử đó, để cho người ta hiểu sử, chứ không phải dạy sử để người ta thuộc sử. Ai đồng ý lai bạn này, chắc chúng anh chị em lớn tuổi có thể phản đối. Bạn nào trẻ đồng ý cái luận điểm vừa rồi, học sử để hiểu sử chứ không phải học sử để thuộc sử. Trả lời còn thống kê nữa, trời đất ơi, quân ta chết ba, quân địch chết hết, ai đâu ngồi đếm xác, không ai ngồi đếm xác. Thiệt đó, giờ năm nào Việt Nam gia nhập WTO, năm nào tao cũng quên bà rồi, hình như năm 2000 mấy phải không? Ai nhớ, biết nhớ rồi, Việt Nam mình vô được đó rồi, đàm phán đâu cũng có chục năm ấy, gì đó cỡ đó. Hai trăm Việt Cộng tiêu diệt cả trung đoàn Mỹ mà,
xạo mẹ gì 200 gì tiêu gì cả trung đoàn Mỹ trận nào mày? Ủa mà trung đoàn nhiêu người ta? Thôi kệ mẹ nó đi. Chiến tranh đã qua tang thương quá nhiều mà sao cứ họ muốn khơi lại chế độ cũ, tại họ đi tìm, em cũng biết nữa, nói chung con cũng biết nó coi, họ tìm cái lý lẽ, họ cố gắng họ xuyên tạc để họ họ đưa ra cái tính chính danh của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, từ đó họ phục hưng cái cờ ba sọc. Thiệt anh tìm hiểu trận nó đi. Ừ rồi, bạn nào biết chỉ gì nha, cho Linh tìm hiểu luôn đi, chứ giờ mấy quỷ đâu không nhớ đâu. Xã hội chủ nghĩa là hình thức kinh tế, bậy bậy bậy, xã hội kinh tế là hình thức kinh tế gì, nó cả là xã hội trong đó nữa chứ, đâu phải kinh tế không đâu. Một trung đoàn khoảng từ 1.500 tới 3.000, mà 200 mà quýnh trung đoàn có nước là 200 nó ném lựu đạn không, chứ sao mà quýnh kiểu kia đúng không ta? Chắc là phải đặt bom gì rồi. Ăn bơ mà cào ngoài khổ ghê, ê đừng có ăn bơ bị nhiều, bị cholesterol nha. À, được ăn bơ nhiều bạn, ăn bơ có gọi là có liều và liều lượng thôi nha. À, trên nguyên tắc mà Dương chia sẻ các bạn về thể hình đó, là tổng lượng calori đến từ chất béo đó chỉ chiếm 20% tổng lượng calori trong ngày thôi, đừng có chiếm nhiều hơn, và cái khối lượng chất béo bão hòa đó không được vượt quá 65g trên một ngày nha, nhiều quá bị mỡ trong máu, bị cholesterol tai biến mạch máu não, rồi bị mỡ nhiều não quá nó ngu, rồi bị vành tim nó có mỡ đó, bị dễ bị trụy tim, nhiều vấn đề lắm. Em rất giỏi, câu nào cũng trả lời được, vậy mà gái không mê em mới đau chứ, mới khổ thế chứ. Chị khen chị em vui thôi, nhưng mà nhìn lại cô đơn quá, mắt cô đơn thay là cảnh thân tù, tay mở rộng và lòng sôi rạo rực, tôi lắng nghe tiếng đời lăn não nước ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu. Sao nguồn gốc xã hội chủ nghĩa bên Liên Xô sụp đổ với anh, áp dụng sai mô hình thì nó đổ thôi. Tại vì nhiều nguyên nhân em ơi, bị nội công ngoại kích, thù trong giặc ngoài từ lâu hết nha. Bởi vì Việt Nam mình giỏi lắm nó mới còn đứng được chứ không sụp lâu luôn rồi. Cái này là phải thừa nhận đó. Chắc em kén thôi, đâu kén đâu, em chỉ cần bồ em ngực nở eo thon mông đầy đặn, da mịn màng mặt dễ thương, tóc dài da trắng giáng sinh mùi thơm chờ nào thôi, đâu kén gì đâu chị. Gái sợ học lịch sử, anh thịnh dạy môn khác em. Anh nhiều môn quá, đâu phải lịch sử không, ghim, thể hình, thơ, ca, thi, phú, từ nữa. Cái gì Việt Cộng có chiêu bắn đạn dẫn đường mày? Mà mày qua tới nghệ thuật quân sự tao thua. Việt này không biết thiệt luôn á, đi hồi tới nghệ thuật quân sự luôn. Trên thế giới còn bao nhiêu nước xã hội chủ nghĩa anh? 4-5 nước gì đó em. Em ra Google ổn sạch, manh cái lâu quá anh quên nghe, 4-5 nước gì đó. Cái nó gọi là bây giờ sau chủ nghĩa ta phải hiểu như vậy. Thứ nhất á, là cái nước nó theo xã hội chủ nghĩa 100% luôn á. Hoặc và có một số nước á, nó cái thể chế nó không phải là xã hội chủ nghĩa, mà cái cách điều hành á, nó có chiều hướng thiên về xã hội chủ nghĩa nữa em. Em hiểu không? Nó có như vậy nữa. Thí dụ như là con lai, nó điều hướng kinh tế theo kiểu mà gọi là có một phần tư bản, nhưng mà phần lớn là xã hội chủ nghĩa là có nha, chứ không phải không đâu. Anh nêu khái niệm xã hội chủ nghĩa đi, thôi mệt quá, Google đi không nổi. Không phải thầy dạy chính trị đâu mà lên đây mà kêu đưa khái niệm. Khổ quá. Cuba, Việt Nam, Bắc Triều, China. Chào em Duy nhé, đêm qua thức tới sáng luôn. Vậy hả, xong thấy chị comment, à trời. Xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn hơn Triều Tiên nhỉ, bên Triều Tiên
nó phục tướng quá, phục tướng đằng sau em. Nói chung á, bây giờ đừng có so bên nào hơn bên nào em. Tại vì mỗi quốc gia nó có một cái đặc thù riêng nên thì người ta phải vận dụng cái mô hình sau chủ nghĩa cho nó phù hợp với quốc gia của họ. Đừng có so như vậy nha. Loài thỏ thuộc nhà mèo phải không anh? Ai biết má. Chứ cọp thuộc mèo tao biết mà thỏ thì thấy là lạ nha. Ủa thấy thỏ giống thuộc chuột quá ta. Sao thỏ thuộc mèo? Nếu mà thỏ thuộc chuột, thỏ không thuộc mèo. Mà nếu mà thỏ thuộc mèo á thì thỏ sao giống chuột? Nhức đầu quá. Anh có sợ thằng dưa leo không anh? Mà nó là gì tao phải sợ trời. Tại sao phải sợ thằng dưa leo? Chưa tìm ra lý do do sợ. Anh nói về công hàm 1956 đi Google đi má. Má biết được chữ từ cái công hàm 1956 thì má lên Google má search má đọc đi. Đọc xong đi rồi mình bàn. Hen. Tối nay phản biện 10 cái tôi ai biết đâu, nếu mà ảnh lên nữa thì gì nó nữa, bảo nó lên thì thôi. Đâu gì đâu, tối nào gì ảnh gì like mà giờ nguyên tắc là like cũng sớm chứ. Tập nè, buổi sáng nè, bữa ăn phụ, bữa phụ là trước mình cảm thấy đói. Chứ tập nó uống một bữa trước tí. Dạ. Sao tập 2 muỗng? Sao tập 15 phút? Em muốn đặt một lọ ăn vô. Đó luôn. Uống cái clip tỉnh tỉnh chút quá. Nước Việt Nam bây giờ là thiên đường rồi, không bom rơi, không khủng bố là hạnh phúc. Chị nói là chị nói vậy nó chửi nữa giờ này, nói cái gì quên nữa rồi. Gì ra đường sợ gì đó chứ không bệnh sợ chất độc gì này nó đó. Cách nào uống ao liếp mà không bị mất ngủ? Uống cách lúc ngủ 4-5 tiếng nha em. Thằng Mỹ nó bắn tên lửa qua Syria không anh? Ai biết đâu, giờ cũng biết nước nào bắn nữa, nó đang chối từ lưa hết em ơi. Nó bắn vô căn cứ quân sự người ta đúng không? Hoặc gì sân bay quân sự hay căn cứ quân sự gì đó. Thằng đó nó dư đạn thiệt. Anh không tập hả? Chút anh mới tập em. Anh đang trả lời fan hâm mộ mấy em. Đó, cái nhà bách rau cái phòng cái ghê, tối nay dọn mới được. Lên livestream mới biết cái bách rau phòng mình xấu. Đau thiệt. Mấy đứa đầu tư coi đa cấp đang cầu cứu nhà nước kìa, anh cãi nó chứ giờ tự nhiên mẹ nó đầu tư tầm bậy tầm bạ, nó chết ngắt rồi nó cầu cứu nhà nước, cứu kiểu gì giờ trời. Nếu mà anh là nhà nước anh cũng biết cứu làm sao nữa. Đúng rồi. Tao nói rồi đừng mấy cái coi quyết đó, coi chừng đi. Miễn phí tiền ship. Đúng rồi.
Ờ đúng rồi, cái thứ nhất là 28. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Dung thì mình dùng sao tập là buổi sáng mà. Theo lý thuyết thì sao chủ nghĩa là một mối phát triển cao với tư bản đúng không? Đúng em? Đúng nha. Đúng đúng. Này em hiểu bài rồi đó. Nhà ngoại anh Việt Nam Cộng Hòa, còn nhà nội thì sao anh? Nhà nội anh không, nhà nội anh dân đen em. Hình như cũng có theo Việt Nam Cộng Hòa nhưng mà làm cùi cùi thôi ha. Tại nhà anh cùi bắp mà. Đâu có được làm sứ quan cấp cao đâu. Mỹ nó không có phá định server vậy nha. Mỹ nó không có phá, Mỹ nó liên quan định server. Mỹ nó nói rồi tụi bay ký gì kêu mẹ tụi bay, tao cũng để ý. Theo Duy thì hôm qua bên kia có chuẩn bị trước không? Có anh theo như một số tin phản hồi của điệp viên của em á thì hôm qua là có một sự chuẩn bị và cũng có những là tên tuổi là cũng là tương đối là cũng chịu khó đó. Chung là em nghĩ là không đơn giản đâu. Sao nhà nước không cứu họ? Có bị khùng không mày? Tự nhiên mày đầu tư mày tầm bậy tầm bạ rồi mày bán nhà mày phá sản rồi kêu nhà nước cứu, cứu sao? Bây giờ nhà nước phải xuất tiền kho bạc nhà nước ra cho tiền mày mới gọi là cứu à. Nên cái luận điệu này mắc cười ghê. Cái tư tưởng ăn bám ở đâu ra? Nó có quá trời mấy bạn. Mình là mình không có đồng ý cái tư tưởng ăn bám này nha. Ai nào mới chịu, có chơi có chịu. Tự nhiên bây giờ làm bậy làm bạ đã ngửa tay xin tiền người ta, cái tư tưởng ăn bám này. Vậy là ngày xưa là chắc có tư tưởng tay sai rồi. Thường thường tay sai đi chung với ăn bám em. Rồi đó, phiên bản hiệp định server tiếng Anh kìa mấy bạn cứ vô coi đi. Cô thoải mái nhức đầu quá, giờ hiệp định server không hiểu, tối ngày chia cắt khỉ gì.